Rồi bắt cặp đây, hai người một cặp, nhóm cuối cùng ba người ạ. Rồi Bibi giờ với Khánh Vân đi. Thôi ba ba. Thôi, gia đình mình đi. Mèo với em. Ba cặp hả? Thế anh với em vậy. Ồ em biết chơi thì chơi em. Rồi. Ba màu hồng nè. Rồi. Lý quá rồi. MC chỉ cặp nào thì phải hát. Ví dụ như MC chỉ đây mà nói là Justin Bieber thì hai người phải cùng hát một bài hit. Khánh Vân tự tin chơi trò chơi này không? Dạ tự tin ạ. Dạ mình chơi đầu tiên luôn. Dễ mà rồi. Lam Trường. Chiều nắng đường vắng em với chúng tôi mây đường ngồi xuống chuyện vui. Ôi bao nhiêu điều muốn nói nhìn đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền ánh mắt sâu nỗi buồn xa xăm. À, bạn hay bạn kêu. Anh muốn kết tiễn. Đợi nhau. Vì anh đã cho yêu em mãi 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 không tin không nhận ra tình yêu anh đã cho em mấy lâu nay. Trái tim đâu lòi ra. Trái tim bên lề mà. Em thấy trái tim nó xứng đáng ở bên lề luôn. Ami. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tôi luôn trong tim em kia chờ. Nè, 2, 3 nè, 2, 3 vô nha, 2, 3. Anh chỉ đến vỗ tay, vỗ tay. Anh chỉ đến vỗ tay, vỗ tay. Còn những ngày vui anh dành cho ai. Anh chỉ đến bên em lúc say. Vì hết say anh đâu ở đây. Nghe gì tôi không nghe gì đúng không? Bây giờ em là thiên bản đêm nhạc, chơi một mình luôn. Rồi, lên đây nhảy luôn, cứ áo có đầm này hợp em. Lệ Uyên. Ê, bụng phổi phổi mà em. Rồi, ok, ok. Em hỏi anh có bao giờ. Em hỏi anh có bao giờ. Rồi, xong. Con sông kia thôi ngừng trôi. Em ngừng hát được rồi. Anh trả lời em rằng một ngày nắng hạ sông sẽ lặng thinh. Em hỏi anh nào. Em hỏi anh có khi nào. Anh ơi kia thôi ngừng. Anh cũng mệt lắm rồi. Sao anh không kêu em hả? Nghệ sĩ Trường Giang lưu số điện thoại của vợ trong danh bạ điện thoại với tên là gì? Destiny. Vợ yêu. Cái này là đáp án này là có nhưng mà là trước đây còn bây giờ là khác nữa. Trước đây khi mà anh Giang với Phương chưa cưới đã lưu cái tên đó cho tới vài năm về sau, cho tới bây giờ thì chắc là khác rồi. Nhưng cái tên mà lưu trong điện thoại đó chính là gì Lâm? Nofo, đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Lưu gì Nofo nữa. Nofo nhắn lưu hồi xưa đó. Hai vợ chồng cứ vậy nè. Cho em đi đây đi yêu thương yêu thương yêu thương. Cái chồng nói thôi ở nhà đi yêu thương yêu thương yêu thương. Lưu trong điện thoại là yêu thương. Yêu thương tên hay không ạ? À? Đơn giản gì trời. Em nghĩ là sự thân thiết của chị Khả Như với chú Trường Giang đó là em sẽ tin. Chồng bé dễ tin nữa thì dễ tin nữa. Đây là một sự lựa chọn. Không chính xác. Yeah. Thấy chưa? Không có đơn giản vậy. Chứ là gì anh? Lưu là bà xã tôi number one, number one, number one. Lưu dài. Em là trước khi cưới là vợ yêu thương nồng nàn. Còn bây giờ em lưu là tới công chuyện anh ạ. Chuẩn bị cưới, trước khi cưới là anh lưu tên vợ là kẻ hủy diệt. Là hủy diệt cái gì của anh vậy? Nhan sắc của anh hay sao? Xuất hiện là hết. Tan nát, sức mọi khỏe, thứ, nhan sắc, kinh tế. Mọi thứ đều trở nên kém quan trọng. Tiếp tục đi trên nào. Chàng trai đẹp trai quá. Chọn vị trí nào? Dạ, con muốn chọn chị Buka. Buka. Loài chim hoàng yến nổi tiếng thế giới vì sở hữu phần đầu đặc biệt như thế nào? Hoàng yến. Có, ở đây có ai biết con chim hoàng yến không? Chị biết rõ hoàng yến thôi à chứ. Em ấy hơi quá à. Mấy người quá hả? Chị Võ Hoàng Yến thì ai cũng biết. Nhưng mà con chim Hoàng Yến không phải ai cũng biết. Cái con này nó rất đặc biệt. Là cái đầu của nó đó
là nó tóc của nó là không phải tóc chim là có tóc lông đầu là cái lông của nó đó, cái lông nhưng mà trên phần đầu thì mình gọi là cái tóc đi cho dễ. Cái tóc của con chim hoàng yến này á là cái hình hài của nó là đầu cắt môi. Đầu cắt môi. Đầu cắt môi. Cái đầu cắt môi mọi người thấy hình nổi tiếng không? Mấy thời gian gần đây nổi tiếng rồi không? Dạng như là đầu ngốt nè. Đúng rồi, cắt dừa dạng vậy đó hả? Dạ. Anh hôm bữa anh có để đó. Bữa anh có để cái đầu đó đó. À nhưng mà anh để ngắn. Dạ, thì đó, con chim đó cái đầu nó cắt môi. Cắt môi qua như vậy luôn. Con Hoàng Yến là cái con chim nó sang là sang qua cái miệng bu. Cái nó đi như là chim đi phượt vậy. Phải có lý do mà người ta đặt tên là Hoàng Yến, tại Hoàng Yến tên đẹp đúng không? Phải là đẹp, phải là chim rồi. Đẹp. Không thôi là đặt tên bòm tèo gì rồi. Chim tèo hay gì đó. Còn không đặt tên là chim môi. Môi. Cũng được tại cái đầu nó đầu môi mà. Chim mắt gì. Không lẽ ô ô chim môi. Nhưng mà không phải cái tên Hoàng Yến là về Việt Nam mình dịch ra thôi, chứ thật ra ở nước ngoài nó tên là Capri. 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 Ô chim Capri môi. Là Capri là đầu cắt môi em chốt đáp án ạ. Là tóc, mình nói cho vậy là tóc gáo dừa đó hả? Dạ, gáo dừa. Tóc môi. Tên đi không ạ? Dạ, theo con biết thì con không biết chim này. Nhưng mà con thấy quan sát thì không có con chim nào cắt môi hết ạ. Có, người ta mới đố, phải tin vậy. Dạ, đâu? Con không tin ạ. Không tin, Buka. Ủa phải uống nước đó là nó tin rồi. Hùng nó điên, chim cắt môi. Không tin, Buka. Dạ. Rằng con chim cắt môi, cái tóc nó môi, tóc môi giống như gáo dừa vậy đó, đầu cho dễ môi. Hiểu. Và không tin Luca là một sự lựa chọn. Không chính xác, không chính xác. Thôi. Ủa, nó cắt môi thiệt hả chị? Về cắt môi thiệt, thật hả? Mọi người hãy xem hình ảnh của nó nè. Đầu cắt môi, đầu dưới quê gọi là đầu gáo dừa đó. Hoặc là đầu hoa cúc. À, nó giống cái hoa cúc đúng rồi. Vị trí sẽ chọn chắc chắn là... Dạ, chú Mạng Văn Khoa. Chú Mạng Văn Khoa. Lĩnh vực gì vậy anh? Đừng có hôn nhân và gia đình nữa nha, em đau đầu lắm rồi. Trời ơi, gia đình em chưa đủ ngột ngạt hay sao? Anh ơi! À không, ý là ở nhà, ý là ở nhà chưa đủ áp lực hay sao mà lên đây còn... Anh ơi, câu đó cũng nặng luôn. Áp lực cũng vậy luôn. Câu đó cũng nặng lắm. Ý là ở nhà em hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân thôi. Em muốn tìm hiểu những cái chủ đề mới hơn. Em sẽ cố gắng hết sức, anh cứ hỏi đi ạ. Theo một nghiên cứu của ISDS, tại Việt Nam có tới 80% đàn ông cảm thấy bị áp lực trong cuộc sống về vấn đề gì? Wow. Áp lực hôn nhân, cưới vợ anh. Sự cái lúc mà em ký cái tờ giấy kết hôn á, em đã phải đi ra một góc của cái ủy ban. Em nhìn vào trong góc tường, em suy nghĩ 15 gần 20 phút em mới đặt bút ký lên cái tờ giấy kết hôn đấy. Áp lực vậy? Không phải, ý là mình không phải là mình ký vì tình yêu đã 6 năm rồi. Nhưng mình khi mình đặt bút đấy là cuộc sống hôn nhân gia đình, ràng buộc giữa vợ và chồng, rồi con cái. Rồi từ khi cái bút đấy đấy là mình sẽ trở thành một con người mới. Mình phải trưởng thành hơn. Mình phải tất cả mọi thứ mình phải chịu đựng hơn. Anh ơi, không, ý là mình phải trưởng thành hơn, mình phải cứng rắn hơn. Ủa, chương trình giáo dục gia đình chính xác hơn. Ủa Khoa ơi, thật sự là gia đình em có đang hạnh phúc không? Không, rất hạnh phúc mà. Tại sao em nói chuyện anh thấy tỉnh táo lại, đừng để tiếng lòng của mình bị lộ. Cái tiếng lòng giấu đi trong. 80% đàn ông cảm thấy bị áp lực trong cuộc sống về vấn đề gì? Cuộc sống anh ơi, sống vậy là đàn ông, đàn ông riêng. Vậy thì đơn giản quá rồi anh ạ. Đây là nói về đàn ông. Dạ, đơn giản chỉ là kinh tế, kiếm tiền thôi. Cuối cùng là kiếm tế. Kinh tế, đàn ông bị áp lực về kinh tế là về tiền bạc đó con gái. Dạ, con tên chú. Tên chú quá. Tên chú, nếu tên chú mà chính xác thì con sẽ có 3 chú ý thằng ngang. Và con sẽ bước vào trong gặp lại người ấy. Dạ. Bao nhiêu phần trăm con nghĩ là con chính xác cái này? Dạ, theo con đoán là đúng á, tại vì hay đi cua tay. Cua tay chứ anh ơi. Anh không có tiền, anh không có sự nghiệp, lấy gì anh thương lo cho em. Ủa mà sao không lo? Không lo học hành, lo cũng giúp cha mẹ đi cua tay. Bé 19 tuổi rồi anh. Bé được quyền. Đi cua đi lượm dạo vậy thôi chứ đâu có ai chịu. Đi lượm dạo. Trời. Khổ đàn ông thật chứ. Không được như vậy nghe chưa, phải lo làm việc nghe chưa, lo cho ba mẹ trước nghe chưa. Dạ. Đi cua tay. Nhưng mà đơn giản con không cần nghĩ nhiều, con nhìn vào mặt chú này, cái sự tin tưởng của người đàn ông có gia đình này, con thấy bao nhiêu phần trăm, con nghĩ là chú trả lời đúng cho con. Con nghĩ chắc chắn mà. Đây. Đây là lựa chọn.
chính xác. Còn nói gì nữa. Ba chữ đàn anh. Gần 1/4 đối tượng tham gia khảo sát thừa nhận họ cảm thấy áp lực trong cuộc sống, trong đó hơn 80% cảm thấy áp lực về tình trạng tài chính là tiền bạc, 70% áp lực về sự nghiệp, sự nghiệp đứng sau. Những áp lực này có xu hướng giảm dần theo độ tuổi, xong là gia tăng theo trình độ học vấn và thời gian làm việc. Đó, tức là về càng về lớn lên và khi đã ổn định được cuộc sống thì họ không nghĩ vấn đề tiền là đầu tiên nữa. Đúng sự rồi, nghiệp, một người 90 rồi. Tuổi bây giờ áp lực là gì ta? Thở, chắc thở. Xong mà là gia tăng theo học vấn và thời gian làm việc, có nghĩa là mình học cao vậy mà bây giờ mình kiếm tài chính nó thấp quá thì mình lại có một cái suy nghĩ khác. Và thời gian tôi làm việc mấy chục năm trời mà bây giờ tôi kiếm tiền trong vòng một năm chưa bằng một cái người nào đó, họ làm một công việc mới đây mà họ kiếm được vòng một tháng, là bị áp lực nữa. Giờ tới Ngân. Dạ con chọn chú Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa, ủa sao kỳ vậy? Không, nó lại bỏ cái Ngân. Cái hồi nãy cháu chưa chọn em. Người ta sinh đôi, người ta thích chơi đối xứng. Mạc Văn Khoa, gia đình mình nữa. Sao mọi người cứ nghi ngờ về cuộc sống gia đình em thế nhỉ? Rất ổn mà. Tại em chia sẻ về gia đình rất là hay. Mọi người rất hay quá hả? Ừ, hay thuyết không mà. Bị thuyết phục. Không phải nhờ cái từ ổn mà mọi người thấy không ổn. Theo khảo sát 200 người đàn ông, họ thường nói dối vợ nhiều nhất trong trường hợp nào? Theo em nghĩ thì là những cái đồ mua về á, những cái đồ đàn ông sắm trong gia đình á. Ví dụ như khi mua một cái gì của riêng mình, như bản thân em này, em đi mua một cái bộ đồ mà câu cá chẳng hạn. Em thích câu cá nhưng mà bộ đồ nó 10 triệu thì mình về mình nói tém tém lại là kiểu như là chỉ tầm 6-7 triệu thôi. Rồi. Nó bớt đi. Câu hỏi của chúng tôi có 4 lựa chọn. Câu hỏi của chúng tôi có 4 lựa chọn. Thiệt luôn á. À, đi em phân tích muốn chết luôn nè. Cuộc sống gia đình chưa đủ áp lực cái sao đi giờ chơi game một áp lực nữa. Chơi game một áp lực nữa. Ủa gặp gì nữa thì anh cứ đọc cho em cho nó là đi nhậu. Ui rồi đi nhậu à, cũng hợp lý. Là có cảm xúc với người thứ ba. Ồ, người thứ ba là xem hình phụ nữ nóng bỏng, xem hình. Và D là giá tiền các món đồ nhậu. Đi nhậu. Thật sự đi nhậu cũng rất là áp lực, phải giấu giếm với vợ luôn. Và không, giấu giếm với vợ. Không giấu được. Không phải, không đi nhậu không giấu được đâu. Đi nhậu không thể nào giấu được. À, Buka không hiểu câu này hả? Giấu là gì? Là giấu lúc không đi thôi. Không muốn nói ra hiểu không? Thôi đâu vậy? Anh đi bằng chuyện chút. Nhưng mà ho, em nghĩ không là cao nhất đâu. À, thì đó ý anh nói là đi giấu là giấu lúc đi thôi, còn lúc về thì lộ rồi. Cái thứ hai là gì anh? Cái thứ hai là có cảm xúc với người thứ ba. Cái này chắc chắn phải giấu rồi. Giấu rồi đó. Cái ba là xem hình phụ nữ nóng bỏng là cái em đó. Và cái tư là mình giấu cái giá tiền mình các món đồ mình mua về nhà, ví dụ như là mua một cái laptop hay mua cái gì đó. Cái thứ hai là nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái thứ hai đâu phải lúc nào mình có cảm xúc với người thứ ba. Cái thứ tư, tâm lý chung đi, mình xét tâm lý chung, bởi vì là người thứ ba cũng là chỉ bộ phận nhỏ thôi, đâu phải đàn ông nào cũng có. Đúng rồi. Nhiều nhất là chỉ có đi mua đồ anh ạ. Cái bốn rồi. Khoa hãy chọn đi ạ. À. Anh thấy nói dối vấn đề nào nhất? Anh nói dối cả bốn em. Tâm lý chung đàn ông. Tâm lý chung đàn ông mà. Nhưng mà giải lãnh của người thứ ba. Nani? Omae wa mou shindeiru. À, nhầm, chết rồi. Trời ơi. Đoạn người kia làm có, ý là Mr. T đã. Dạ, Thi hay quá. Thi hay quá. Em hỏi nhanh quá em. Mấy bữa em ít nói mà sao tới chủ đề thì em hăng say quá vậy. anh chọn đi. Em chọn phương án là mua đồ anh ạ. Mua cái món đồ về nhà mà hay nói dối cho nó bớt cái giá trị tiền đi, bây giờ khỏi sót. Bởi vì đúng rồi, người phụ nữ lúc nào cũng tâm lý sót. Chắc chiều tiết kiệm. Ví dụ như em mua bộ đồ câu cá 10 triệu và về nói 6 triệu sao mắc thế. Mua cái đầm cho vợ 500 nói 1 triệu, ok đầm này đẹp đấy. Như vậy đấy. Ủa gia đình mình mệt mỏi vậy hả? Ủa đâu có đâu, anh em tâm lý chung thôi. Em nghiên cứu những người bạn của em thôi. Mà vợ đã biết cái bộ câu cá đó 10 triệu chứ Khoa? Bây giờ vợ biết rồi đó. Hả? Bây giờ vợ anh biết bộ câu cá 10 triệu rồi đó. Ví dụ thôi chứ Khoa đâu câu cá. Ví dụ thôi. Tất cả những gì em nói đây về cuộc sống gia đình em toàn ví dụ thôi ạ. Em nghiên cứu những cái cặp mà vợ chồng của những người bạn thân của em. Còn gia đình em thì không có một cái gì hết ạ. Êm ấm, trong ấm ngoài êm, hạnh phúc. Và cái hai vợ chồng cười với nhau, ăn cũng cười, ngủ cũng cười. Tất cả mọi thứ đều rất là hạnh phúc anh ạ. Ừ, quá dữ dội. Tên đi không ạ? Dạ con tên.
Tên tin luôn hả? Tin à? Đúng mà. Vì sao con tin? Tại vì tía con thấy cũng vậy. Tía con vậy hả? Tía con vậy hả? Dạ, con thấy ăn cũng vậy. Tía con vậy hả? Dạ. Và đây là sự lựa chọn. Không chính xác. Vậy thì Thảo, con đã có thêm một dấu ít nữa từ vị trí của chú Mạc Văn Khoa. Vậy là đáp án là gì anh? Chắc là nhậu á. Nhậu hả? Đi nhậu 29% cao chưa. Nhất. Chưa. Chưa thấy chưa? Nó mà đi nhậu hiểu câu. Anh phải ở đó hồi nãy anh Giang đọc lại là thường xuyên. Thường nói dối nhiều nhất, có nghĩa là gì? Hay nói dối mà cái việc nói dối đó nó cũng không gây hại nhiều. Dạ. Yeah. Chứ còn mà mua ngày nào cũng mua là chết à. Tuần nào cũng mua mấy chục triệu là chết. Đúng rồi, đâu phải là ai cũng ngày nào cũng mua đồ đâu. Và không phải là ông nào cũng thích mua đồ đâu. Cho nên đi nhậu thì đa số là đàn ông nào cũng đi nhậu mà nó. Anh đi đâu hả? Qua nhà chính bạn chuyện xíu. Chuyện gì mà bạn? Nó đang có buồn cái gì đó qua xíu. Trong lúc về xỉn hỏi, ủa sao nó bạn làm gì? Thì nó buồn á, uống nó một hai ly để dạng vậy. Qua chuyện. Qua chuyện. Có cảm xúc với người thứ ba 25%. Trời ơi. Trời ơi. Xem hình phụ nữ nóng bỏng là 24%. Wow. Rồi nói dối các giá tiền, các món đồ mua về nhà là chỉ có 22% thôi. Nhưng mà cũng sát mấy phần trăm nhau. Tại cái đấy hầu như ai cũng từng trải qua tâm lý chung đàn ông mà. Missy là một streamer được nhiều bạn trẻ yêu thích. Dạ. Và hai livestream rồi chơi game, là người sống trên mạng. Sống trên mạng, sống trên mạng. Và câu hỏi này liên quan tới mấy người sống trên mạng. Vô tình, cái này là vô tình nha. Theo khảo sát 500 người cả nam và nữ, điều tồi tệ nhất của internet họ nhận thấy là gì? Trời. Wow. Quá dễ luôn. Mọi người nhìn vào em, mọi người sẽ thấy điều tồi tệ nhất internet. Ủa, cho con thấy rất là tích cực. Ý là làm đi làm khùng đó anh. Anh Lâm mới đúng. Cái gì? À không, anh Lâm mới đúng. Cái gì? Nói cái gì vậy? Vậy là... Thôi bây giờ mình kể những tích cực của internet trước đi. Tích cực của internet đó là giúp cho mọi người giao lưu, kết nối dễ dàng với nhau hơn, cập nhật thông tin nhanh hơn. Và internet cho mình một cái nghề. Đúng rồi, có thêm một cái nghề nữa. Tất cả mọi thứ. Đó là những cái mảng tích cực, ra còn nhiều cái nữa nhưng mà hiện tại thì mình liệt kê như thế thôi, nhưng mà về tiêu cực thì cũng có nhiều cái tiêu cực như là bắt nạt nè. Lười hơn. Lười hơn. Xong bắt đầu gọi là sử dụng điện thoại nhiều hơn. Rồi thông tin giả. Câu hỏi chúng tôi liên quan chữ tồi tệ. Tồi tệ là tệ nạn, mấy cái tệ nạn. Anh đã thông tin giả đó, có một lần á báo nó đồn anh chết, nhiễu loạn thông tin á. Những cái thông tin giả là mình hoảng sợ, mình bị lo lắng nhiều hơn nữa. Em còn một cái anh em công kích nhau. Công kích, nhưng mà em nghĩ cái đáng sợ nhất trên mạng xã hội tồi tệ nhất đó là công kích lẫn nhau, tại vì không biết mặt ai ra ai hết thì mình có thể vô chửi. Đúng anh livestream chửi đúng không? Ê. Không có, anh có chửi. Ý là người ta chửi anh, làm anh bị tổn thương. Giống như anh livestream đi, anh đâu biết em là ai đâu. Em vô comment, ê, miệng ông Lâm rộng ghê, thấy gớm. Là ví dụ, em ví dụ thôi, thì anh sẽ cảm thấy anh sẽ cảm thấy là bị đau lòng. Cắt cái này thấy hơi nặng, hơi cầm rồi đó. Ý là anh sẽ cảm thấy bị đau lòng. Thì em nghĩ cái tồi tệ nhất trên internet đó là mọi người công kích lẫn nhau. Đúng là internet mà khi mình dùng nó là một công cụ để hỗ trợ cho công việc và cuộc sống của mình thì là điều tốt. Nhưng khi internet là mình luôn nghĩ nó là kim chỉ nam cho tất cả mọi việc mình làm đều phải là qua internet, mình sẽ bị là công cụ ngược lại cho internet. Dạ đúng. Thật ra với Jun á thì hồi xưa Jun có một bài hát tân thời của Jun á, Jun cũng có nghiên cứu là internet và điện thoại nó làm cho con người như thế nào. Thì bài trong phim đúng không? Dạ. Có một câu mà Jun rất là tâm đắc, mà bởi vì mình cũng có nghiên cứu giống vậy đấy, là người bên kia trái đất làm gì em cũng biết tất, còn anh trước mắt em xem như đã biến mất. Câu đó ý là internet, anh cảm thấy là mình đi ăn với bạn gái của mình hay là đi ăn ở ngồi với gia đình của mình, nhưng mà mình lại không tập trung, không biết, sống ảo, rồi sống ảo mà như là mình bị tách rời ra, mình xa cách nhau, làm cho thế giới này nó tưởng là kết nối nhưng mà thật ra không còn kết nối nữa. Nhưng mà em nghĩ là anh Jun nói rất là hợp lý, tại vì anh cũng nghiêng về câu lời của Jun hơn nhiều. Tại vì giống như khi mà mình sử dụng internet quá nhiều á, đôi khi mình cứ cắm vào cái điện thoại rồi mình quên đi gia đình, quên đi quan tâm những người thân xung quanh mình, là không còn dành thời gian gia đình nữa. Dạ đúng, tại vì nó thành cái thói quen mà mình không biết. Rồi, mình còn bên cạnh bây giờ không phải là vấn đề bấm điện thoại nữa, chụp hình đúng không ạ? Gặp nhau chỉ để chụp hình, nhưng ngày xưa nếu mà thời gian chụp hình đấy chúng ta có thể trò chuyện, ta có thể giao lưu và tâm sự với nhau rất là nhiều luôn. Bây giờ anh hỏi một câu thôi nè, là mọi người xem cái nào tồi tệ hơn nè. Việc ai đó chửi mình trên mạng, mình không chửi nữa thì họ chửi được mấy ngày? Một hai ngày là ngưng. Đúng. Với việc mình cứ cắm đầu internet và không biết bố mẹ mình đang sống hay chết thì cái nào nặng hơn? Cái đó gia đình là quan trọng. Nhưng mà phân tích ra thì cái đó mình sẽ cảm thấy rất là nặng, nhưng mà để cái thời điểm ngay cái lúc mà mình bị chửi với cái lúc
mà mình bấm điện thoại trên bàn ăn á thì cái lúc mình bị chửi mình nhận tiêu cực nhiều hơn. Thế thì lúc mình bị chửi có bố mẹ với không có bố mẹ thì cái nào nhẹ nhàng hơn? Ngồi ha. Cái đó. Phải phân tích với cái đó chứ. Có nghĩa là bé Thi phải hiểu là em ở tuổi này và em cảm thấy là cái gọi là internet nó đang rất là hào nhoáng, quan trọng dạ, đúng rồi, đang quan trọng. Không, nhưng mà không có thể tại cái nghề của lớn, em nữa, đúng, dạ, đúng rồi. Nhưng tại mà với những người lớn và những người đang khảo sát họ là những người từng trải rồi thì họ cảm thấy thực sự là mình đang mất đi kết nối với con cái của mình và những người bạn của mình thì sao? Nhờ gia đình rồi. Đó là quan trọng nhất. Bây giờ là lúc chúng ta nhờ Miss Thi đưa ra chị nghĩ cái tồi tệ nhất của internet đó là cái đó gọi là làm cho con người xa cách lẫn nhau, không có không quan tâm lại những người xung quanh nữa. Bây giờ hôm nay có một cái may mắn của con là tất cả các anh chị mỗi người đều đưa ra một góc nhìn. Con tin hay không tin Miss Thi? Dạ, không. Tin. Tin. Giờ tin rồi. Dạ. Tin. Vì sao? Vì sao lại tin chị Miss Thi? Tại vì like cả ngày cái cũng đâu có nói chuyện gì với tía má nhiều. Bây giờ mới nhận có nghĩa là khi phải bằng live stream cả ngày thì không nói chuyện tía má nhiều, thì những lúc không live stream mới nói chuyện được, mà lúc đó nhiều khi tía má đi ngủ rồi. Dạ. Nhiều khi mình có khi nào live tới 12 giờ không? Dạ có. Có luôn. Cái gì mà nói dữ vậy ta? Có gì mà nói dữ vậy? Không, có những cái mình lên nó giống như là mình không có chuyện để nói, nhưng mà có những người ta sẽ comment cho mình, có cái để mà mình nói. Cuốn theo. Dạ đúng rồi. Nói chung là tin chị Miss Thi. Đây là một lựa chọn. Chính xác. Wow.